Ngày 2 tháng 11, sau hơn nửa tháng mưa lũ, đường đèo Hải Vân thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn ngổn ngang đất đá. Sau bão số 5 và đợt mưa lũ ngày 14 tháng 10, có những vệt sạt lở nghiêm trọng kéo dài qua nhiều đoạn đường của đèo Hải Vân. Vài đoạn vách núi lộ ra những tảng đá, khối đất lớn có thể đổ xuống đường bất cứ lúc nào. Trong khi đó, khối lượng đất đá sạt lở có khi chiếm hơn nửa lòng đường. Theo các tài xế xe đường dài, thời gian lưu thông qua đèo Hải Vân tăng lên gấp rưỡi so với trước đây vì phải vừa giảm tốc độ vừa dừng tránh nhau. Công ty cổ phần hạ tầng giao thông đèo Cả, đơn vị quản lý vận hành đường đèo Hải Vân cho biết, ước tính có khoảng 120.000 mét khối đất đá đổ xuống trước cửa hầm và 92.000 mét khối đất đá đổ xuống đường đèo. Trên đoạn km 892 cộng 700 đến km 916 cộng 300 quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân xảy ra 56 vị trí sạt lở ta luy dương, đá tảng lăn làm lấp rãnh dọc cống tràn mặt đường. Trong đó có 2 vị trí sạt lở gây tắc đường hoàn toàn tại km 901 cộng 290, km 907 cộng 300 với khối lượng ước tính 150.000 mét khối, 6 vị trí sạt lở ta luy âm và gây hư hỏng mặt đường, rãnh dọc hệ thống an toàn giao thông. Đơn vị đã huy động lực lượng phương tiện san gạt đất đá để thông tuyến. Tuy nhiên, đối với đá lớn sạt lở xuống đường đèo thì phải tính phương án xử lý khác.